Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vướt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Ngày người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bỡ giờ, để đường nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng. Xin chào mọi người, phiên bản mọi người vừa nghe đó là cái bản mình thu ở phòng thu cách đây khoảng nửa năm rồi. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đệm hát một bài hoàn chỉnh nhé. Okay, chúng ta bắt đầu nhé. Đối với câu intro ấy, thì mình sẽ lấy cái câu intro gốc của bài luôn. Tại vì mình thấy nó rất là hay cho nên mình đã ghi lại cảm âm như thế này. Và mình đưa về tông la thứ để mọi người dễ tập hơn. Mi fa mi la si la mi. Mi fa mi la si la fa. Mi fa mi la si la si. Mi fa mi la si la la. Rồi mình xuống dưới khoảng 8 mình đàn ha. La si do re re mi mi la la. La si do mi mi son son fa la. Son fa re,
Si do re re mi fa fa mi re mi. Đối với hợp âm thì mình sẽ rải đơn giản là thứ là mi la, fa trưởng fa do fa, son trưởng son re son, re thứ re la re, si fa mình có thể rải si fa si nha mọi người, rồi mi mi. Ok, mình sẽ bắt đầu ghép nè. Mi fa mi la chung si, rồi mình mới đánh nốt cuối la mi. Mi fa mi đi với fa trưởng la si, cứ có một cái nốt cuối đánh riêng nha mọi người, son trưởng. Hai nốt đầu thì đàn chung la thứ. Rồi sau đó mình sẽ đánh tiếp re, re re thứ hai mới vô nhé. Mi mi la 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 si do mi mi son son fa la. Chỗ này mình có thể dằn xuống thôi. Son fa re đi với si nha. Si do re re mi fa fa mi re mi. Có thể là sau khi mình rải mi xong mình mới đánh mi re mi. Cái phần intro này thì mọi người cứ quan trọng cái tay phải cho mình hơn, tay trái mình chỉ cần rải đơn giản thôi nhé. Mình sẽ ghép lại nhé, đúng tốc độ. Intro mình không cần quá cầu kỳ về cái kiểu đệm, quan trọng là cái giai điệu của tay phải ấy. Cái đoạn này sắc thái nó phải mạnh hơn nha mọi người. Bắt đầu rơi rồi. Si do re re mi fa fa mi re mi. Rồi bắt đầu mình sẽ nghỉ một xíu cho người ta hát à, xong mình mới đệm. Ok, mình vô bài ha. Đối với một cái bài hát bất kỳ đó mọi người, mình sẽ chia ra làm 3 đoạn nhé. Phiên khúc 1, phiên khúc 2, điệp khúc. Thì mọi người nên làm sao mỗi đoạn mình sẽ đệm một kiểu khác nhau cho cái bài đệm hát của mình sống động hơn. Trong bài hôm nay thì mình sẽ dạy cho mọi người theo từng đoạn như vậy nhé. Ví dụ phiên khúc 1 là từ câu nhìn từng giọt mưa cho tới loay hoay trong nỗi bơ vơ, thì mình sẽ thống nhất là một kiểu đệm nhé. Rồi kiểu đệm đầu tiên đó là mình sẽ lựa chọn mới vô bài mình nên rải ha, rải lư thư ấy. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không. Thì đối với cái kiểu này thì mọi người chỉ cần đàn tay trái, mình lấy la thứ làm ví dụ đi, sẽ là la mi. Mình không cần đánh nốt số 8 cũng được, mình đánh luôn cái đô mi 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 la ha. Bây giờ mình sẽ chỉ công thức cho mọi người nha. Khi mà mọi người đàn 1 5 8 như thế này này, thì cái tay phải á mình sẽ để tiếp vào cái cách đó một phím, cách đó một phím và cách đó hai phím đó, để cái tay sẵn như vậy đi. Thì khi mình đàn nó sẽ theo thứ tự là mi đô mi 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 la đó. Thì mình sẽ được cái công thức đầu tiên rải. Và nếu mọi người đàn được cái hợp âm đầu tiên thì những cái hợp âm sau sẽ đàn được thôi. Mình ví dụ nha, la, son, fa, đô. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em. Son trưởng hay không. Fa trưởng trên trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Thì đến cái chỗ này đó mọi người, mình sẽ có một cái câu fill in, đó là câu. Thường thì mình đàn mình hay có những câu fill như vậy. Và cái câu này thì mình nghe trong bài hình như cũng có đúng không? Đường xưa ngơ ngác rẽ thứ, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh, tìm về đâu ngày xưa. Phá trưởng lây hoay trong đôi bơ vơ. Mình có thể lên mi. Vậy là mình được một đoạn rồi đó mọi người.
Sau đó mình sẽ qua đoạn số 2 thì mình lại đổi kiểu ha. Đoạn số 2 thì mình sẽ chuyển qua kiểu bấm nhé. Kiểu này thì tay trái mọi người đàn 1, 5, 8, 5, 10 cho mình. Tay phải thì mọi người cũng bấm hai cây la thứ xuống. Đó, mọi người nên nắm được thế đạo để mọi người hiểu tại sao mình đàn được như vậy đó. Thì la thứ mình sẽ bấm vào la, vào la và vào đô. Ha. La này, la này, mi, đô. Ha. Mình sẽ bấm vào phát số 1, phát số 8 và phát số 10. Một lần thôi, thời gian trở lại. Chuyển qua son, mình sẽ không. Son, re, si. Chuyển qua pha trưởng, đôi bàn tay xin đan vào nhau. Nhẹ nhàng về vuốt đô trưởng, vai mềm. Re thứ, nơi bình yên chẳng còn hoang vắng. La thứ, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Pha trưởng, và trong cơn mộng kia. Đổi liền qua mi nhé. Pha này chỉ được 3 phát thôi. Yên lành khi bóng đêm về. Chỗ này thì mọi người có thể kết bằng cái cách là về à, cho nó khác đi. Tại vì nó đang có cao trào ấy, thì mình có thể là la 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 la. Mình đi qua đây rồi mình về lại đó. Vậy là được hai đoạn phân khúc. Sau đó qua điệp khúc thì mình lại đổi kiểu nhé. Thường thì mình sẽ làm cho nó mạnh nhất. Đây là cái đoạn mà mọi người cần sự mạnh mẽ nhất này. Dù là cơn bão băng xa. Thì thường là mình sẽ dằn xuống nhé à, hai tay đều dằn xuống luôn. Ví dụ la. Dù là la nè. Cơn mơ là dằn son nè. Băng giá là xuống pha trưởng nè. Theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình thường đi bật từ la qua pha. Thì mình sẽ rải ra ngay chữ la. Dù là la. Cơn mơ là son. Băng giá là pha. Như mọi người giật hai cái cho mình. Dù đời chờ. Giật cái thêm pha nữa. Là nỗi xót xa là qua mi. Cũng là giật hai cái luôn nha. Tại vì nó đang có cái nhịp nó mạnh ấy. Rồi qua cái la thứ thì mình bật lại nhẹ lại. Dù tình chỉ là mong manh. Bốn nốt lại. Son cũng bốn nốt nhá. Bờ môi còn khao khát chờ. Đó, tức là cái đoạn điệp khúc này mình sẽ phải chia ra nửa đầu mạnh, nửa sau nhẹ ha. Nửa đầu mạnh thì mình sẽ dằn nhá, nửa sau nhẹ thì mình sẽ rải bốn nốt ha mọi người. Mình đã lại nè. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong rê thứ. Son trưởng thất ra. Rồi chuyển điệp khúc lần thứ hai mình dàn đô 7 cho mình. Nay người tình cầm tay anh nhé. Tiếp tục như vậy. Dù đời này bao nhiêu bao. Hai cái mi. Rồi lại rải nhẹ lại. Để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi. Chỗ này mình dùng si thứ 7 dãy 5 nhé. Mưa sẽ thôi rơi. Trong hợp âm chuẩn người ta dùng son chuẩn ấy. Mưa sẽ thôi rơi nghe cho quốc à. Mưa sẽ thôi rơi đổi nha mọi người. Con đường mình dặn. Đường xưa cũng êm đềm. Thì những cái chỗ này á, mình muốn nó hay là mình phải có cái cao trào. Và cao trào của mình là ngay là lại cái điệp khúc nha. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Dằn nè. Này người tình cầm tay anh nhé. Na da 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 da. Mi thứ. Dạ, rải. Da 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 da. Mưa sẽ thôi rơi. Con đường xưa cũng êm đềm. Chỗ này một hay ấy, thì mọi người bắt qua cái câu intro lại nha. À, nó đang kết như thế nào? Con đường xưa cũng êm đềm. Mình đã lại cái câu intro. Hoặc là mình dùng cái này làm gian tấu cũng được nhé. Nhưng mà mọi người chờ đi. Cái đoạn cuối nó sẽ khác ấy.
này khác nha. Mi fa mi re mi son la, là mình để ao đấy. Mi fa mi re mi son thăng la kéo kết bằng la thứ ha. Nếu mọi người hát hai lần thì mọi người có thể dùng câu này xong mọi người hát lại từ đầu. Còn nếu mọi người muốn ao luôn thì mình sẽ đây cái câu intro này xong mình kết bài luôn. Bây giờ mình sẽ đây lại từ đầu hoặc chỉnh. Chúc mọi người tập thành công. Nếu mọi người thấy bài học hữu ích thì có thể like cũng như là chia sẻ cho mình nha. Tạm biệt mọi người.